Ở Việt Nam chúng ta hơn 300 năm cấm cách trải dài từ thời Hậu Lê cho đến thời nhà Nguyễn, từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 19, hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ quê cha đất tổ, sống lẩn trốn nơi rừng thiêng nước độc như các tín hữu vùng La Vang, Quảng Trị. Và hàng ngàn tín hữu đã ngã gục dưới những cực hình dã man để trở thành những chứng nhân bất khuất cho tin mừng. Và trong đó như chúng ta ngay cái lời, trong khi mà chúng ta trước khi cái nghi thức, trước khi chúng ta kiệu xưng thánh, thì chúng ta đã có 117 vị đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn lên bậc hiển thánh. Và theo thống kê tôi đọc thì các thánh giả Việt Nam đã bị gông cùm, bị xiềng xích, bị nhốt trong cũi, bị đánh đòn, bị bỏ đói, bị voi giày, bị chói ném xuống sông, bị đổ dầu vào rốn rồi cho bớt vào mà đốt, bị đóng đinh vào ván rồi đem phơi nắng, bị chặt đầu, bị thắt cổ, bị thiêu sống, bị phân thây ra từng mảnh. Trong 117 vị thì có 79 vị bị trảm quyết, tức là bị chặt đầu, 18 vị bị xử giáo, tức là bị thắt cổ cho chết, 8 vị chết rũ tù, 6 vị bị thiêu sống, 4 vị bị lăn trì, tức là bị cột dây vào 4 góc, 2 tay, 2 chân, rồi cho ngựa hay là voi nó kéo ra 4 bên để thân xác bị phân ra làm bốn mảnh, có gọi là bị lăng trì, rất là đau đớn, bị tử thương, và một vị bị bá đao, tức là bị xẻo từng miếng một, gọi là tùng xẻo, tức là một cái trống nổi lên và xẻo một miếng thịt, chết vì tử, chết đau đớn. Tại sao lại như vậy? Tội duy nhất của các người Kitô hữu là đặt Chúa Kitô lên trên, trong thời La Mã là trên trên ông hoàng đế, ở La Mã là ông Caesar, ông gọi là Caesar, rồi ở bên Việt Nam là lên trên các vua chúa quan quyền. Và vì sự trung thành tuyệt đối đó mà các Kitô hữu đã chết hàng ngàn hàng vạn và phải đối mặt với tra tấn hành hình vì cái quyền tối thượng duy nhất của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh đã trả lời vị quan khuyến dụ ngài bỏ đạo rằng: thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được. Những cái điều đó làm cho những người không có đức tin rất là khó hiểu, tại sao mà các ngài lại dám chịu đau đớn khổ cực như vậy. Và các ngài vui tươi chứ, nếu mà chúng ta, khi mà chúng ta vui tươi chứ những may lành thành công thì ai cũng muốn làm, hay là hãnh diện vì giàu sang sung sướng thì ai cũng ham có. Nhưng vui tươi trong gian nan thử thách đau khổ chết chóc là một điều hết sức kỳ lạ, khác thường, không thể hiểu được, nhưng lại dễ hiểu đối với những người Kitô hữu, vì nó xuất phát từ một đức tin mãnh liệt và tình yêu mến sâu xa đối với Thiên Chúa và con người. Chúng ta cũng biết ai, không phải là chỉ các Kitô hữu của chúng ta mới tử đạo. Những người cuồng tín, tất cả những các người Hồi giáo cuồng tín, người ta cũng tử đạo. Người ta ôm bom tự sát, người ta chết vì niềm tin của họ, đó cũng là tử đạo. Hay là những anh hùng liệt sĩ chết vì lý tưởng để bảo vệ quốc gia, hay là về lý tưởng của mình. Cái điều gì làm cho các thánh tử đạo
Việt Nam của chúng ta khác họ là các Kitô hữu, các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta tử vì đạo là chết vì tình yêu, vì sự thật, vì sự thiện. Do đó mà phải có sức mạnh của ơn Thánh Chúa, chứ không phải do sức riêng của con người. Thánh Phaolô Đề Bảo Tịnh cũng nói Đức Kitô không chỉ nhìn tôi chiến đấu mà chính người đang chiến đấu và chiến thắng. Các người Kitô hữu nói chung và các thánh tử đạo Việt Nam ta nói riêng, chết mà không hận thù oán ghét, không tham trách buồn phiền hay bất mãn, trái lại vẫn hân hoan vui sướng vì Chúa, vẫn đầy tình thương và tha thứ đối với những kẻ hành hình mình. Kính thưa cha và toàn thể quý ông bà anh chị em, không hẳn cái chết đang chờ đón chúng ta vì chúng ta trung thành với đức tin Kitô giáo, nhưng chắc chắn sự sỉ nhục đang chờ những người cương quyết giữ danh dự Kitô hữu. Sự chế nhạo đang chờ người thực hành tình yêu Kitô hữu và sự tha thứ Kitô hữu. Sự bách hại thực sự đang chờ những người Kitô hữu cương quyết làm một công việc trung thực trong một ngày nơi công xưởng hay nơi văn phòng của mình. Chúa Kitô vẫn cần những chứng nhân, Ngài cần những ai sẵn sàng không phải chết cho Ngài mà là sống cho Ngài, tức là làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình. Thời nào, nơi nào làm chứng cho Chúa cũng có những cái khó riêng. Và như là cái phần dẫn nhập ở trong lễ hôm nay, ở trong khi mà chúng ta bắt đầu nghi thức rước kiệu, thì trong một xã hội chạy theo tiền bạc và hưởng thụ, chúng ta vẫn bị cám dỗ để bước qua lương tâm của mình, để mua lấy chức địa vị, lợi nhuận, an toàn, thoải mái. Nên ước gì chúng ta dám chấp nhận thiệt thòi, phiền hà, mất mát khi can đảm làm chứng cho lòng tin và tình yêu. Làm chứng cho lòng tin bằng cách chu toàn các giới răn của Chúa. Làm chứng cho tình yêu bằng một đời sống quảng đại, hiến thân và phục vụ tha nhân. Ước gì chúng ta không để mất đức tin đã mua bằng giá máu của bao vị tử đạo. Và ước gì chúng ta không ngừng chuyển giao đức tin ấy cho con cháu chúng ta trên quê hương thứ hai này, để đức tin mà chúng ta nhận lãnh từ cha ông chúng ta được truyền lại mãi ở trên quê hương này, chẳng những được truyền lại mà phát triển cả về phẩm chất lẫn số lượng nơi quê hương thứ hai này, để từ đó chúng ta không phải xấu hổ vì chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam. Xin mời các bà để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng gánh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam được nhiều con cái trung thành làm chứng cho Chúa Kitô. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. For the Holy Father, Pope Francis, may his ministry challenge and inspire political and business leaders to serve the poorest and most neglected. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all the baptized, may the gospel encourage us in our service of Christ and in his people. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For people undergoing persecution for their faith, may they find strength from the power of the cross.